Hôm nay tôi sẽ review cho quý vị lô dự án gồm 7 căn ở phường Yên Nghĩa, nhưng hiện tại chỉ còn 4 căn thôi quý vị ạ. Các ngôi nhà ở đây thì có diện tích từ 30 đến 33 mét vuông. Như ngôi nhà quý vị đang xem ở đây thì có chiều rộng 3m6, sâu 8m5. Ngôi nhà này được thiết kế 4 tầng một tung với tổng 3 phòng ngủ. Tầng 1 như quý vị thấy thì chủ nhà có thiết kế trần thạch cao, ốp vách, tivi, tủ bếp, rồi nhà vệ sinh, quạt trần đầy đủ. Trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì chủ nhà có thiết kế mỗi một tầng là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Còn tầng 5 là khu giặt và sân phơi đồ đã được bắn mái chống nóng. Các ngôi nhà ở đây thì rất là gần chợ, gần trường học các cấp, cách 50m là ra đường ô tô, cách đại học Phenica, khu đô thị Đô Nghĩa, bến xe Yên Nghĩa khoảng 1,8 km. Các ngôi nhà ở đây thì đã được tách sổ riêng, pháp lý rõ ràng, chuẩn chỉ. Quý vị mua về thì có thể ở ngay được. Hiện tại thì giá chào bán của các ngôi nhà ở đây từ 1,98 tỷ đến 2,1 tỷ, bao toàn bộ phí thuế sang tên và có hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 80% giá trị căn nhà. Quý vị nào quan tâm có thể để lại bình luận và nhớ bấm follow kênh để tìm cho mình căn nhà phù hợp với quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.